Thành lập năm 1996, khu kinh tế Dung Quất là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên của cả nước. Sau 20 năm phát triển, Dung Quất đã có những bước đột phá mạnh trong thu hút đầu tư công nghiệp và trở thành trung tâm công nghiệp nặng, là động lực thúc đẩy kinh tế của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dosan Vina là doanh nghiệp 100% vốn FDI của Hàn Quốc đầu tư tại Dung Quất. Hơn 6 năm hoạt động, Dosan Vina đã chế tạo sản xuất thiết bị công nghiệp nặng với kim ngạch xuất khẩu trên 230 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao mang thương hiệu Việt Nam do Dosan Vina sản xuất đã xuất khẩu đi 29 quốc gia trên thế giới. Tôi thấy khu kinh tế Dung Quất có nhiều điều kiện thuận lợi, cơ bản để cho các công ty như chúng tôi phát triển, không chỉ là chính sách kinh doanh mà cả hệ thống, hạ tầng, giao thông. Tôi thấy sự phát triển nhanh và chúng tôi cũng được hỗ trợ nhiều. Sau 20 năm phát triển, khu kinh tế Dung Quất đã có 122 dự án đầu tư với tổng vốn trên 10,4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015, thu ngân sách của khu kinh tế Dung Quất đạt 30.000 tỷ đồng, đưa tỉnh Quảng Ngãi nằm trong top 4 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Sau 6 năm vận hành thương mại, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 45 triệu tấn dầu thô và xuất bán thị trường 45 triệu tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu của nhà máy đến nay đạt 760.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 130.000 tỷ đồng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trái tim của khu kinh tế Dung Quất, đưa tỉnh Quảng Ngãi từ một địa phương thuần nông nằm trong top 4 tỉnh thành, đóng góp ngân sách lớn nhất của cả nước nhiều năm qua. Hiệu quả hơn. Và chúng tôi đang trong lộ trình tiếp tục kêu gọi các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư vào để xây dựng lên các cái nhà máy hóa dầu vệ tinh xung quanh nhà máy lọc dầu Dung Quất để thực sự có một cái tổ hợp công nghiệp lọc hóa dầu càng ngày càng phát triển quy mô hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.